Ok, là như vậy là mình đã nướng xong rồi các bạn. Các bạn thấy vàng đẹp không? Mình nướng thì nướng ở mé nửa, ta đừng nướng trực tiếp vào nửa nhé các bạn. Nửa nó vẫn còn chưa tắt cả. Thành quả của One Hit đồng version 2. Có lẽ bây giờ là sẽ tận hưởng thành quả của mình nha các bạn. Ok, thì giới thiệu với anh em đây là sản phẩm mới của mình, cây One Hit mà mình gọi là cây One Hit đồng version 2. Có dây đeo tay các như các bạn thấy đây. Dây đeo tay này thì có thể nới dài độ rộng ra. Có một nút thắt kim cương, một nút thắt nách nót. Mình thắt paracord ở đây và phần gài dây, chạc vát. Các bạn thấy khung cảnh ở đây đẹp không các bạn? Đẹp nhất là ngay phía kia có một con cu cơm nó đang đậu ngay kia kìa. Nhưng mà mình không có bán. Mình thấy cái cảnh này nó đẹp quá các bạn. Nên kệ nó đậu đấy đã. Quay cái này cho nó đẹp. Mấy con mà nó mưa này. Bỏ nó không chạy hả? Tiền của One Hit đồng các bạn. One Hit đồng về. Ê, vướng cái. Đây các bạn. Nhà máy thủy điện Hòa Bình, công trình bản đồ địa chất vận hành khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:20. Nhảy. Công trình thủy điện Đức Thọ.
con. Con rớt rồi. Tiêu phết. Rớt xuống. À bên kia con bịp bịp không? Ba con. Ơ con đấy có trúng đạn rồi mà. Đây một con các bạn, kia một con. Đây một con. Các bạn thấy sát khí của One Hit của Cường Nguyễn Vision 2 bám mồi ngon không? Hai con các bạn. Hai con rồi. Mèo ra mắt. Con mèo kia nó cong con chim của mình. Hãy
cho con mèo nó bắt luôn đi. Con mèo không dám vào bắt nữa. Không dám vào bắt luôn. Thôi cho nó đây các bạn. Chạy kìa. Đây. One hit. Bây giờ cũng qua giờ trưa rồi. Mình cũng khá là đói bụng. Mình vừa mua một chai nước suối đây, ở mãi ngoài đường ngoài kia. Bây giờ chắc là cũng bắn được mớ rồi các bạn. Bắn được mớ rồi. Đây, bắn được một mớ đây rồi. Bây giờ chắc kiếm chỗ nào, kiếm chỗ nào nướng các bạn. Mình chưa nướng ở ngoài đường thế này bao giờ. Nhưng mà thấy anh em bảo là tôi hôm nào làm clip nướng đi, ăn cho nó làm xem nó như thế nào. Thì ok, bây giờ sẽ kiếm chỗ nào đó nhóm lửa nha các bạn. Kiếm chỗ nào nhóm lửa xong rồi nướng thử xem là nó như thế nào. Chả có gia vị, nướng ở ngoài này thì chả có gia vị gì đâu, nhưng mà ok, cứ làm thử xem nó như thế nào anh em, đúng không? Ok, anh em thấy chỗ này chỗ nào được không? Đây có bóng mát này, cũng khá là vắng vẻ. Có bóng mát. Đấy, mới mua chai nước suối đây, chắc phải khui ra uống miếng này. Đây cũng đi vòng vòng nốc rồi, khá là khát. Với cả mua cái chai này để biết làm gì không? Để lát nữa mình làm thịt chim xong mình rửa. Ok. Quả sáng giờ đây mỡ thì bây giờ sẽ đi kiếm cái gì nhỉ? Đi kiếm gì đốt lên nhóm lửa. Chỗ này có nhiều cái mình thấy chỗ này có nhiều cái lá của cái cây thông này, nó xuống rớt xuống đây này, chắc là nó sẽ cháy á. Gom nó lại.
Thì các bạn thấy là mình vừa gom được một đống củi ở đây. Thì chạy nước suối này để đây, lát nữa xử sau. Thì bây giờ sẽ đi làm các bạn. Nhưng mà cái này là mình sẽ không quay cho các bạn thấy đâu, bởi vì cái này là YouTube nó cấm. Nó cấm cảnh máu me cho nên là mình sẽ không quay cảnh này nhé các bạn. Ok. Nếu mình làm xong mình nót các bạn, làm cái chi xong mình nót xuống thì cái này chả có cái lá nào bự bự, nó bàn cái thì cũng dơ. Ok, bây giờ mình cứ xiên mà mình lớn nha các bạn. Này này. Xiên ngang. Sau khi mà xiên xong thì nó như thế này. Đưa này vào đây một chút. Khá là đẹp đấy chứ. Bây giờ sẽ học theo bác Tân Hoa Ban. Bác Tân Hoa Ban gác ở bên cạnh này các bạn, chứ không phải đưa vào nửa. Các bạn có hay xem kênh của bác Tân Hoa Ban không? Mình cũng hay xem, bây giờ gác vào bên cạnh đây cho nó ráo dần các bạn. Ráo dần. Nó khô dần các bạn. Cho nửa sát vào một xíu. Củi này nó khô, nó cháy nhanh quá. Một chút nữa mà than nó đỏ đỏ rồi thì mình sẽ bỏ, mình mới
để bên cạnh thôi. Để bên cạnh thôi các bạn. Nóng lắm. Ngồi bên cạnh thế này là rất là nóng rồi đó. Không có gia vị gì cả nhưng mà nướng chơi thử. Ok. Cảm ơn anh em. Anh em thấy là bắt đầu thịt nó bắt đầu nó thịt cu bắt đầu nó săn lại này. Mình để xa nửa ra, mình đừng để sát vào nửa các bạn. Sát vào nửa nó cháy. Mình để xa nửa ra. Thì hôm nay đi test cây One Hit mới. Cây này thì các bạn biết rồi, test cây One Hit mới thì bắn được con mớ treo ở xe kia. Còn làm mấy con thôi, tại vì mình làm nhiều mình lười lắm. Làm thử mấy con coi ăn như thế nào. À các bạn. Các bạn thấy này. Ây da, nóng quá. Vàng ươm. Chưa chín đâu. Nát nữa mới chín nhưng mà thấy thơm lắm rồi. Nướng không có gia vị nhưng mà cái mùi nó rất là thơm. Các bạn nào hôm nào làm thử xem. Nướng xong rồi các bạn thấy vàng đẹp không? Mình nướng thì nướng ở mé nửa ta, đừng nướng trực tiếp vào nửa nhé các bạn. Nửa nó vẫn còn chưa tắt cả. Thành quả của One Hit đồng version 2. Có lẽ bây giờ là sẽ tận hưởng thành quả của mình nhé các bạn. Nhưng mà trước khi thì làm miếng nước, từ nãy giờ ngồi kế nửa khăn nước quá. Này là cố tình đi lạc các bạn. Này là cố tình đi lạc. Cất ná đi đã. Khỏi cần dao đi. Ăn cái này chắc xé tay luôn cho nó đã. Cái đùi cho các bạn. Mặc dù là nó chỗ này nó hơi cháy các bạn, bẻ đi. Mặc dù là nó không có cái gia vị gì nhưng mà công nhận là thịt cu nó rất là ngọt các bạn. Thịt cu nó rất là ngọt. Mình sẽ cắn nguyên miếng này luôn. Anh em nên thử cái này anh em. Nên thử. Rất là ngon nhé. Các bạn thấy là thịt nó chín đều ở bên trong luôn. Xương nó rất là giòn. Mình cắn cả xương luôn. Rất là ngon anh em. Thịt nó chín đều ở bên trong các bạn. Ok. Cảm ơn anh em nhé. Mình ăn đây. Đói bụng quá. Anh em mà có chơi ở rừng hay là chơi chỗ nào nó nhiều cây cối á, thì có đốt nửa xong là nhớ dập nửa đi nha anh em. Dập hết nửa đi, không có nó gây cháy là nguy hiểm cho những người khác, phá hoại. Dập nửa đi nha anh em. Không để nó lan ra những cái chỗ khác. Dập tắt nửa đi. Ok, cảm ơn anh em. Bây giờ đến lúc quay về đây anh em ơi.